còn ví nhiều khi nó cũng cay, ai chả như ai đúng không? Nhiều khi nó khổ lại anh em mà tôi cũng chả hiểu, vã thì chả vã, đứa nào chả vã đúng không, đứa nào cũng vã hết, nhưng chẳng qua là không ăn được, kiểu như theo cái kiểu là tối mà hai đứa ngồi nhau ấy, nhìn cứ nhìn nhau như thế này cay lắm chứ. Tôi hỏi anh em có cay không, tôi hỏi mọi người có cay không hả, tôi hỏi mọi người có cay không. Giống như chị em ở đây thì tối quái nào chả bắt chồng trả bài đúng không, tối quái nào chả bắt chồng trả bài, nhưng thằng chồng nó không thể trả bài thì tôi hỏi các chị có cay không. Tôi hỏi các chị chồng mà tối nó không trả bài các chị có cay không, các chị cũng cay chứ đúng không, cay cũng cay, cay lắm, cay cay nhớt, cay chứ đúng rồi, cay phải cay, trong sáng cái gì nhau, tình yêu trong sáng nhưng mà mần trong tối, chứ có ai mần trong sáng đâu. Về Việt Nam có khả năng được ngủ chung phòng nhưng không được mần, thế với cay, thằng này nó vã thật sự. Tôi chả hiểu là làm sao mà kìm nén được cái sự sung sướng ấy lại, làm sao nhỉ, làm sao mà kìm nén được cái sự sung sướng ta. Thằng này đúng rồi, đời tôi phục mỗi thằng đạt được khoản đó đấy. Thằng thấy cũng nhận nó ăn chay trường giỏi, thằng ấy ăn chay trường giỏi, chứ tôi là tôi còn lâu tôi mới chịu đựng được. Nhưng thằng này là nó ăn chay trường đúng không, có hai cái bình sữa ngon thế mà chả được uống. Thằng này giỏi, thằng này nó giỏi ấy. Thật, tôi là tôi không chịu được đâu, tôi là tôi vã là tôi không chịu được. Bác đi xa thế, bác có đi đâu mà bác đi xa, bác nói thật mà, bác có làm gì đâu mà bác đi xa. Ăn hay không nói anh biết ở bệnh, không phải ăn không ăn được đâu, bởi vì bên đạo hồi nhá, các bạn mà chưa lập gia đình ấy mà các bạn xơi trước là đi tù đấy, là cả dòng họ tẩy chay luôn đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu. Nó giống như là cái thời kỳ bao cấp ở Việt Nam ngày xưa là cạo đầu bôi vôi đấy, bố nó cũng không dám ăn, đi tù đấy. Nhưng Vi bây giờ mà này nọ là con Vi đi tù, đi tù đấy, bên đấy đạo hồi họ nghiêm khắc lắm, nghiêm khắc lắm, nên tôi chắc chắn là tụi nó không bao giờ dám vượt đâu, đi tù như chơi đấy. Mà bên đấy là nó quy vào là gọi là phạm pháp à, đi tù. Ngày xưa Việt Nam này cạo đầu bôi vôi nhưng bây giờ là đi tù, bên bên đạo hồi là đi tù ấy. Không dám đâu, mà dính vào một quả là cả dòng họ hay như tẩy chay, tôi nghe nói vậy, không đi đám cưới rồi rồi có thể là phạm pháp đi tù, không hề đơn giản. Nói chung là theo tôi nghĩ là bên đấy đã khá là ổn. Ủa, cảm ơn chú Dũng. Vì có võ không, không biết võ hay không thì tôi không biết, tôi chưa thử bao giờ, nhưng mà tôi nghe nói là hình như là, chào Dũng nhỉ, chào em idol Dũng Phạm. À, vật tay ấy, hình như là vật tay thì nó chả thua đứa nào thì phải, hình như là thắng cả thằng Đạt, thắng cả thằng Tuấn Anh thì phải. Vật tay ấy, chứng tỏ nó khỏe đúng không, chứng tỏ là nó khỏe đúng không. Cái cục gạch đấy thì tôi không biết, gạch Indo nó khác, còn gạch Việt Nam nó khác, gạch chặt thử gạch Việt Nam xem như thế nào. Bố là võ sư hả? Vãi. Vãi như cái tướng mà ông Đạt mà lại sống với nó đấm cho chắc khi thọt dái lên háng luôn. Nó đá ra một cái trong khi là mà hai hòn rớt ra khỏi người luôn. Sợ thế. Đúng không? Nó đá nó sút cho một quả thì hai hòn chắc là rớt ra thọt lên cổ họng luôn, không đùa được anh em. Đạt thì ai chả bế được đúng không,
Nhưng mà bây giờ gặp nó có võ, nhiều khi là lệch sóng của nó sút vào háng lên một cái mà hai hòn chắc phải bay tương tận cổ luôn, không hề đơn giản đâu. Nên là nhiều khi mẹ phải sợ vợ là mình cũng phải 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 né vợ ra một tí anh em ạ. Phụ nữ bây giờ họ manh động lắm, lệch sóng với nó có ngày nó đá cho, không biết còn cái hòn nào không, nó chả cần đá đâu, thật sự nhiều khi nó chả cần đá đâu, nó búng cho một cái thôi mẹ thọt bố nó xong thua rồi. Nó là thằng đàn ông sợ nhất là nó búng vào đá, nó đá vào chỗ hiểm, nó đá cho một nhát thôi thề với anh em là không ú ớ, không nói được cái gì cả. Tôi chỉ cho anh em, cho mấy chị em, thằng làm chồng, thằng người yêu các bạn này, lệch sóng với các bạn cứ chỗ hiểm mà bạn sút vào một nhát một thôi là nó nằm ướt luôn. Đâu mà cái chiêu mà gọi là triệt bộ ấm chén đấy, là vẫn là cái chiêu mà kinh khủng nhất trong các loại môn võ công để mà triệt hạ một thằng đàn ông.